Hot News Showbiz. Lộ hình ảnh đầu tiên của Lưu Diệc Phi ở phim cổ trang mới, nhan sắc chuẩn thời tiểu long nữ nhưng fan sợ toang phần diễn xuất. Ngay dự án Ngự Giao Ký của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân khai máy thì cũng có một bộ phim khác đã khởi quay, đó là Mộng Hoa Lục có Lưu Diệc Phi đóng chính. Đây là dự án đánh dấu sự trở lại của thần tiên tỷ tỷ sau 15 năm vắng bóng ở thể loại truyền hình cổ trang. Ngày 19 tháng 2, một số ảnh hậu trường của Lưu Diệc Phi đã được lan truyền đến mạng xã hội khiến fan vô cùng suýt xoa. Trong ảnh, Lưu Diệc Phi đang trên thuyền mặc trang phục nữ nhân cổ trang có màu sắc nền nã, đằm thắm. Tuy ảnh khá mờ và xa, nhưng nhan sắc của Lưu Diệc Phi vẫn sáng bừng, trông vô cùng khỏe khoắn và thanh tú. Có thể thấy, dù đã 15 năm trôi qua, nhưng tiểu long nữ ngày nào vẫn giữ được vi xu ấn tượng, hợp hình tượng cổ trang vô cùng. Cho dù vẫn còn nhiều tranh cãi về diễn xuất, nhưng phần đông khán giả đều đồng ý rằng Lưu Diệc Phi cực kỳ hợp với hình tượng mỹ nhân cổ trang. Một ý kiến nhận định, sau 3 năm tạo hình cổ trang của Lưu Diệc Phi vẫn đẹp như xưa. Tuy nhiên, có không ít fan lo lắng về diễn xuất của cô, sợ rằng đây sẽ là điểm trừ khiến phần hình ảnh đẹp kia mất đi hiệu quả. Mộng Hoa Lục chưa xác định ngày lên sóng chính thức. Cảm ơn các bạn đã xem video này của Hot News Showbiz. Hãy like và đăng ký kênh để được cập nhật các tin tức hot và mới nhất của Showbiz nhé. Hot News Showbiz.